Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, do nằm ở rìa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có trung tâm lệch về phía biển, nên các tỉnh khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ ở diện rải rác, trời rét nhẹ với nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 19 độ ở vùng đồng bằng và trung du, riêng vùng núi cao có nơi nhiệt độ còn xuống dưới 13 độ. Tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có thuận lợi hơn, trời ít mưa với nhiệt độ ban đêm từ 22 đến 25 độ. Riêng tại khu vực Tây Nguyên thì nền nhiệt thấp hơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ. Ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ nhìn chung không có sự khác biệt đáng kể so với ngày hôm qua, trời vẫn nhiều mây. Vào buổi sáng, do có sương mù nên tầm nhìn không được thoáng, đặc biệt là khu vực ven biển và vùng núi cao. Nhiệt độ tăng dần từ 17 đến 19 độ vào buổi sáng, lên đến trên 20 độ vào khoảng gần trưa và đạt mức cao nhất vào thời điểm là từ 1-2 giờ chiều, nhưng cũng chỉ ở mức độ là 23 độ. Đến đêm nay thì không khí lạnh có khả năng sẽ được tăng cường trở lại. Tại các tỉnh phía đông Bắc Bộ thì vào sáng mai trời sẽ nhiều mây, âm u, có mưa và nền nhiệt có xu hướng giảm dần. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ vẫn có sự phân hóa thời tiết khá rõ rệt giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời khá nhiều mây và còn se lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó thì các tỉnh phía Nam nắng trải dài khắp mọi nơi và nền nhiệt cao hơn từ 4 đến 5 độ. Ban ngày nhiều nơi nhiệt độ xấp xỉ hoặc trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ giữa mùa khô, trời hầu như không mưa, nắng nhiều và nền nhiệt cao nhất trên phạm vi cả nước, với nền nhiệt ban trưa phổ biến từ 29 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên thì về đêm và sáng sớm trời khá lạnh tại khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ chỉ từ 17 đến 20 độ. Xu hướng trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ẩm ướt hơn và nhiệt độ cũng giảm so với những ngày qua từ 2 đến 3 độ, trời rét. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm, mưa có khả năng xuất hiện trở lại nhưng lượng mưa không nhiều. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 10 đến 12 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc tại đây mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông được suy yếu từ cơn bão Bopha trong ngày hôm nay sẽ suy yếu hoàn toàn trên thời tiết trên biển, trở nên thuận lợi hơn cho tàu thuyền ra khơi hoạt động, khai thác và đánh bắt. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết trên phạm vi cả nước ít biến đổi. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ nửa đêm về sáng, trời có mưa và nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Trời còn khá rét nên người dân trong khu vực vẫn nên lưu ý luôn mặc đủ ấm để bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân và gia đình, đặc biệt là khi phải đi ra ngoài trời. Các khu vực khác, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam, trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày nên rất thuận lợi cho sinh hoạt cũng như là hoạt động sản xuất của người dân vào ngày đầu tuần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.